来，挂在个柴树上。桃树上不挂了吗？桃树不用了吧，这多了呀。啊，玩具推车。快玩吧。Em mới tìm mua thêm được mấy cái lọc bằng giấy này, giá khá là rẻ luôn. Nên là mua nhiều nhiều một chút về treo trong nhà cho nó nhiều á. Mà treo trên cái đào thì đầy hết rồi, nên còn dư một ít em đem ra phía trước nhà treo lên trên cái cây này luôn cho nó đỡ trống trải. Kiểu không có màu sắc gì á, thấy nó thiếu thiếu nên là em treo lên cho nó có một chút màu sắc luôn đó cả nhà.今年我们家哪里都是红色，太美了。可以了吧，差不多了。再把整一下扔。来吧。这个旋转。这给我剪好看。好看不好看都可以。不是有气吗？拿走。不是。姜要够不够？哎，叔叔，怎么办？够了，够了，够不够？够了。太粗了，怎么办？人家要的粗。今天结束了，怎么办？Em vừa nghĩ ra thêm được một cái ý tưởng nữa, là vì mỗi lần mà đi chơi ở mấy cái khu du lịch á, là thường thường người ta thường treo mấy cái sợi dây màu đỏ đỏ này lên cây nè, là giống như là cái sợi dây ước nguyện á cả nhà. Nhìn rất là đẹp mà cũng rất là cái ý nghĩa luôn. Nên sẵn trong nhà có cái băng rôn màu đỏ mà lâu giờ ba mẹ chồng em không có xài đến nữa, nên là em cắt nhỏ ra em cột lên cây như vậy luôn cho nó có thêm màu sắc. Với một phần là do mua mấy cái lọc á nó hơi ít, tại vì cái cây nó to quá, mình treo mấy cái lọc nhỏ lên nhìn nó hơi thiếu thiếu. Nên là cột thêm mấy cái sợi dây màu đỏ này lên nhìn cho nó có nhiều màu sắc hơn nè.告诉他上面太高了。对了，你扔下梯子。哦，那这样就棒棒了。我们家门口最美了，爸，明年我买点花挂上。哦。今年买花不够了，都挂树。要孩子们，你穿亲戚家咋弄的多，哪弄多，花都跑了。小心，随便挂一点就行了。
外面没有，这里没有。有红色，这边，这几个挂这边吧，小心你掉粪坑。 那奖金能着，要是给浙江吧，有五元有啥？妈好看吗？哟，太好了，突然抢起来。妈给我挨，别慌，挪啊，挪个挨，hôm nay rồi là tối nay giao thừa là ta nói nguyên đêm không ngủ khỏi ngủ luôn. Wow, nhà hàng xóm chơi lớn dữ. Bánh pháo hoa nè cả nhà. Cái kinh thối thì đâu rồi ta? Chơi dữ hả? Mua cái cây pháo lớn á, bánh đẹp ha. Mấy giờ là hết rồi. Đi ra bánh pháo cả nhà ơi. Tốt. Hết tiếng. Quá đã luôn. Dữ vậy trời. Không. Không xong nha. Hết rồi. Lái của bên lái thôi. Lái vào quán kia. Ui. Ui. Wow. Wow. Thay mày là. Ui. Quá đã. Ui. Wow. Wow. Thay mày là. Wow. Anh mày chứ có hậu quả đâu. Ủa mày chơi liền hậu quả. Lái ba. Cả xóm tụ tập chơi cả nhà ơi. Trời ơi quá đã. Ôi. Trời ơi chủ dầu sân gì. Trời ơi. Đông vui quá. Thái mẹ là căng xế. Hả? Ờ thằng là sai là. Căng xế nghe thổ cha thay dịp hơn. Thay dịp hơn. Căng xế uống bánh trao mãi nó cứ giật khờ hậu khờ. Sao rồi. Lái mang là thấu khác rồi là. Lái ba. Wow. Thay mày là. Ôi chà. Quá đã. Trời ơi thích quá à. Lên chùa. Quá là. Thôi mệt là. Thôi mệt là. Thôi phóng khoai phóng. Trời ơi. Thả phở mà. À vậy sẽ là như thế. À cái con mấy dầu mấy dầu hoa. Sao chỉ có sương yên. Sao chỉ có sương yên. Thả mấy dầu hoa. Để cái mèo nằm đi.
Vui quá cả nhà. Đâu vui dữ lắm. Lái ba. Qua đây, nhìn ra chú đấy. Qua đây, Khan nè. Khan nè, Khan nè, Khan nè. Khan nè, Khan nè. 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 Yêu yêu. Ha 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 ha. Ở chỗ em á, mỗi năm đón Tết á, là tới ngày 30 vậy là rất là rộn ràng luôn. Cả xóm ai cũng đổ ra ngoài để nổ pháo, bánh pháo hoa hết đó cả nhà. Bắt đầu nổ pháo á, từ ngày hai mấy Tết lận. Nhưng mà đến ngày 30 á, là mới là rộn ràng nhất. Mới là mọi người mới tập trung nổ pháo, bánh pháo hoa nhiều nhất. Và từ bây giờ đến tận sáng hôm sau á, là mọi người bắn liên tục nguyên đêm giao thừa luôn. Tính ra ở nông thôn á, vui nhất là cái khoản này á cả nhà. Cháu phải cha bà. Phải cha bà. Cha bà. Nhiều nhiều. Nhiều. Hậu chụp với cha. Cháu bà. Không biết là mình là sao cả. Không biết là. Chào ba. Chào. Tha hai khai trương rấn tua. Chào ba, mình hồi cha la. Tha mình mãi tôi sư mấy hồng hoa. Chỉ có mình mãi tôi khó khao à, chứ không phải. Không có chứ, lấy cái đó, ở ngoài ngoài cổng có thể có. Đúng rồi. Có ba. Tôi vẫn chưa thử, không biết tiền không tiền. Vấn đề vị đạo cũng không tiền. Vấn đề vị đạo cũng không tiền. Tiền thì không tiền. À. Giao thừa cả nhà đón giao thừa. Bạn bè tới ăn. Phải món đơn giản tại vì buổi tối ai cũng ăn cơm rồi nên làm đơn giản để uống rượu thôi. Dẫu la chỉ thùng trên liền. Thằng cho qua trên đó. Qua ta trên. Đây là sư dê chỏ. Thằng ơi thằng. Cứ hồ chứ thằng. Đi lấy thằng thằng. Đây là dê chỏ. À, can của, can của. Đây à, trên liền tôi mấy rồi. Chứ 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 mà. Thà thà chứ chỏ mà. Thà can chỏ thằng. Chán thắng mà cũng hãy dỗ hơn tôi chứ bà. Chào giờ là. Chân nhu rô can giao bố giao chứ. Giao. Ủa chua là nhu rô cá. Giờ tôi chứ. Là phong trung nhiên bà. Phong trung nhiên, Việt Nam phong quê phong trung nhiên. Ờ. Hãy dỗ chú rô cá. Chú rô cá chứ sao mà. Là chú nhu rô bà. À hờ, chứ bà. Bye 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 bye. Lại bà. 新年好吗？新年好，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 
没有了，我做完了。还有香茅站在过外面的，冬天它冻了，明年它才长起来。明年没有长，你看啊，它长起来给你看。好，可多、啊，
好吃是不是这个味？嗯，什么？这个你炖鸡啥的都能好吃，都好吃。Mắc cười mấy ông á, lần đầu tiên được ăn món bò khô mà em tự làm á cả nhà. Hỏi quá trời hỏi luôn là trong này có gia vị gì mà thơm thế. Thì em nói là có cây sả, nhưng mà không có ai biết cây sả là cây gì hết trơn. Nãy giờ hỏi quá chừng, em bảo là em trồng ở trước nhà, nhưng mà giờ mùa đông á nên nó héo hết rồi. Đợi mai mốt nó ấm lên á, nó mọc lại rồi em cho mọi người xem. Tại mấy người ở đây á là người ta chưa có bao giờ được ăn cái cây sả này hết trơn á cả nhà. Vô chăm mẹ vô hai bà vô hai hai bà vô dính lơ sáng chăm mẹ dính lơ sáng chăm mẹ lơ sáng của chơi ăn cũng sự chơi ăn cảm giác khai trương mà chơi ăn khai trương chứ bây giờ Việt Nam đều là thế này đi à bà vô hai bà uống Yo, yo, chan he, yo, chan he, yo, chan he. 可开心。他喊，他喊。他们喊你会了，他才喝，这样更开心。Bữa nay sẵn tiện là em truyền đạt luôn cái văn hóa bàn nhậu của Việt Nam mình cho mọi người ở đây luôn hết cả nhà. Có vẻ mọi người ở đây cũng rất là hứng thú luôn á. Thấy là bảo là văn hóa của Việt Nam mình rất là hay ho. Kiểu làm cho cái bàn nhậu của mình nó vui hơn, nó sôi động hơn á. Chồng em nói là lúc ở Việt Nam á, ngày nào nhậu á cũng 1-2-3 vô 2-3 vô á. Xong rồi chồng em nhớ hoài luôn. Nên là về kể cho mọi người, bạn bè ở bên này nghe á. Ai cũng thấy thích hết trơn á. Em bảo á, như vậy á thì mình mới có cái không khí, mình mới có hứng để mình nhậu á, nó mới vui hơn. Lại lại lại. 1-2-3 vô. Vô. 2-3 vô. 2-3. 现在变越南人，越南人了吧？你们是？我喝就喝完了。我你喝吧，喝吧，就是我你。是吧？哪里？哪里？吃饭，亮。吃饭。好搞笑啊，他们。Từ ngày em qua đây á, mấy đứa bạn của chồng em á, ông nào cũng biết sương sương vài câu tiếng Việt luôn đó cả nhà. Giống như anh Phi nè là anh biết trà sữa luôn á, biết gọi trà sữa. Và bữa nay thì biết ăn đi uống đi rồi vô. Em ở đây thêm một thời gian nữa chắc em phổ cập tiếng Việt cho mấy ông này luôn quá. Nhà thấy không? Dễ sợ thiệt luôn á. Điếc tai luôn. Cái này nổ nguyên đêm luôn á. Trời ơi. Dễ sợ chưa? Mấy nhà đằng sau bên này nè, nổ quá chịu nổ luôn. Trời ơi, nghe rồi nàng. Đêm nay khỏi ngủ luôn cả nhà ơi. Cả xóm luôn á, nhà ai cũng đốt hết trơn. Trời ơi coi kìa. Dễ sợ. Happy New Year. Đâu con? Thôi mà. Cho thăm anh Thu Lễ. Nhà em cũng đốt này cả nhà. Quá trời đã luôn. Trời. Yay! Happy New Year. Happy New Year! Xin chào cả nhà, Happy New Year! Quá lẽ, chưa? Happy New Year!
á, nhà nào cũng đốt pháo á, xong khói mù mịt luôn á nha. Khói mù mịt luôn. Trời ơi, trời ơi.